chào ban giám khảo và tất cả mọi người ạ. Em là Lê Đông Duy, em đến từ thành phố Huế. Nhiều người cứ nghĩ rằng cụm từ quý ông hoàng mỹ là một chàng trai phải thật đẹp trai, thật lịch lãm và thật lịch thiệp gì đó. Nhưng đối với em thì không. Em nghĩ một chàng trai mang tư cách là một quý ông hoàng mỹ thì khi tiếp xúc với những người xung quanh phải làm cho người đối diện cảm thấy mình chân thành và ấm áp. Và em đủ tự tin mình chân thành và ấm áp để trở thành một gentleman, một quý ông hoàng mỹ. Em cảm ơn ạ. Lời đầu tiên em xin chào tất cả các vị ban giám khảo cùng với anh chị trong ekip ạ. Em tên là Lý Công Triều, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là người mẫu ảnh tự do ở Hà Nội. Em đến với cuộc thi thì cuộc thi sẽ cho em cuộc thi là một cuộc thi là một nơi để cho em học hỏi cũng như là phát triển để trở thành một quý ông thực thụ, để hội tụ đầy đủ các yếu tố về bản lĩnh, tài năng cũng như là trí tuệ ạ. Em xin hết. Em không khẳng định là mình đẹp trai vì cả ngày hôm nay em tiếp xúc với rất nhiều thí sinh và em khẳng định rằng có rất nhiều thí sinh đẹp trai hơn em. Em có sự chân thành, em có sự ấm áp và đặc biệt là em có sự tự tin. Đó là ba yếu tố để quyết định em là một gentleman và chiến thắng cuộc thi gentleman. Em xin cảm ơn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em khi em vẫn thiếu tự tin. Điểm thứ hai là em vẫn chưa có sự trưởng thành chín chắn nhất định để trở thành một gentleman. Điểm thứ ba. Điểm thứ ba là em còn đeo cái kính đấy thì là cũng không được luôn đấy. Em bình tĩnh lại chút. Điểm thứ ba là em chưa bình tĩnh. Điểm thứ đầu tiên á, là về ngoại hình thì bạn Công Triều tốt hơn bạn Đông Duy. Thứ hai á, là về social media thì em hot hơn bạn Đông Duy. Về chọn trang phục á, thì em chọn trang phục thời trang hơn bạn Đông Duy. Còn lựa chọn của chị á, thì chị sẽ chọn bạn Đông Duy. Em cảm ơn chị ạ. Triều có thể cho chị biết là tại sao em run đến như vậy được không? Bản thân em là một người rụt rè và tự ti. Đây là lần đầu tiên em đến với chương trình, em muốn thay đổi bản thân cũng như là thử thách cho bản thân. Thì hôm nay em đứng ở đây thì em đỡ hơn, run hơn phòng casting. Hôm phòng casting em còn thể hiện hơi kém hơn. Nếu mà có may mắn được các anh chị cho đi tiếp thì em tin là với sự dìu dắt của ba chị thì em có thể trở thành một quý ông hoàn mỹ. Chị nghĩ là em rất là dũng cảm bởi vì không phải ai mà rụt rè lại cũng dám đi thi một cái chương trình lớn như vậy với nhiều những cái thí sinh như vậy và những dàn giám khảo và mentor như thế này. Chị đánh giá cao cái việc khi mà em bị cảm thấy gần như là em bị sốc, em không thể nào em có hơi em nói được ra, nhưng mà em vẫn cố gắng hoàn thành cái câu nói đó của em. Mọi người tự hỏi tại sao một người lại có ngoại hình sáng láng như em, thông minh nhanh nhẹn như em lại có cái sự thiếu tự tin này. Chị rất là tò mò, chị muốn tìm hiểu. Và nếu như mà em vào trong đội một trong những cái mentor này, chị rất là mong muốn là các mentor sẽ giúp được cho em chiến thắng được những cái lo sợ này, cái rụt rè, cái thiếu tự tin này. Chính vì lý do đấy, chị sẽ cho em cơ hội. Nhìn mặt của chị có ác quá không em? Dạ không ạ. Không phải không? Mà sao nhìn mà run dữ vậy? Tụi chị không thể ăn thịt em được. Tới thi không đậu thôi, đi về với ba với mẹ, đâu có gì đâu mà run. Đúng không? Bây giờ muốn đi về hay muốn ở lại? Nói một câu coi nè. Em muốn ở lại. Ừ, rồi cho ở lại, chị cho em một vote. Chị. Thì một người mà đã trước tự tin trước ống kính rồi này kia thì không bao giờ một có sự rụt rè nhút nhát. Em nói lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu này, ok, anh đồng ý cái chuyện đó. Nhưng mà cái cách của em hồi nãy nó run đến mức độ mà em, nếu mà em té được là em đã té. Nhưng mà anh sẽ cho em cơ hội. Nhưng khi em bước vào vòng trong thì cái sự rụt rè nhút nhát này em phải bỏ qua một bên hẳn. Dạ vâng, em sẽ thay đổi trong vòng sau nếu mà có cơ hội. Hà cũng sẽ cho bạn một cơ hội. Em cảm ơn chị ạ. Ok, nhưng mà bây giờ cho Giang nói một điều như vậy này.
Những cái lời hôm nay chị Xuân Lan, chị Hà Anh, anh Don nói chính là những lời mà Giang và anh Tiến đã nói với Triều ở vòng casting. Và những cái lời Triều nói rằng là nếu như có cơ hội vào vòng trong nữa cũng chính là những lời Triều đã nói ở vòng casting. Chị lại đưa ra một quyết định nó nhanh đến như vậy, chị có một cái sự thất vọng rất là lớn. Em đã hứa cố gắng thay đổi. Ngày hôm nay em không có bớt run hơn hôm đó đâu, em còn run hơn nữa. Tại sao với một cái nhan sắc như vậy, với một cái hình thể như vậy mà cái bản lĩnh gentleman của em ở đâu? Đến mức độ mà em còn không nói ra được một câu nó hoàn chỉnh, em còn không có giọng để mà nói luôn ấy. Mà trong khi tất cả những điều đó em đã hứa với chị và anh Tiến rồi. Chính vì như thế mà cái cơ hội mà bọn chị đã trao cho em một vòng ngoài ấy, bọn chị cảm giác như bị phản bội vậy đó. Em chiến thắng rồi, tại vì em được có 4 vote rồi. Nhưng mà cái cơ hội của mình sẽ không bao giờ có quá nhiều lần. Đừng có sợ ai hết. Nói chung là em đã thắng rồi thì chị chúc mừng em. Nhưng mà chị muốn nói với Duy thôi là ngày hôm nay em thể hiện rất tốt. Chỉ có một mình chị chọn em, chị cũng không có cách nào. Nhưng mà chị chỉ muốn nói là em thực sự là gentleman trong lòng chị ngày hôm nay. Em cảm ơn chị nhiều ạ.